Xin chào mọi người, video này là nội dung tập 11 và tập 12 bộ phim Bách Luyện Thành Thần. Sau khi chạm vào một quyền công pháp, Lai Trinh liền tiến nhập vào một vùng không gian khác. Nơi này chính là thức hải của hắn. Càng bất ngờ hơn là bên trong lại có sự xuất hiện của hình thiên thú, con quái vật đầu trâu khổng lồ. Nó giơ móng tấn công định đè nam chính thành bã. Lai Trinh tức giận, tên quái vật này đã tự tiện xông vào bên trong thức hải của hắn rồi. Ấy vậy mà không biết lễ phép, còn muốn trấn áp chủ nhân thức hải. Hắn gắng gượng chống cự lại, sau đó lấy bộc phát lực lượng của thành lồng. Đầu rồng nhanh chóng hiện ra đẩy lùi hình thiên thú. Hai con quái vật nhìn nhỏ toát lửa, dù có thân hình bé hơn, vậy nhưng quái vật đầu trâu vẫn không hoảng sợ. Nó gầm lên đe dọa, kết quả là bị thanh lồng há miệng cắn chết. Lai Trinh tỉnh lại, hắn nhận ra uy ý đã biến mất. Trước mặt là chiếc hòm chứa đựng công pháp, chỉ cần vươn tay ra là có thể lấy được rồi. Vậy nhưng đúng lúc đó, Tô Linh Vân lại xuất hiện yêu cầu dừng tay lại, muốn chết hay sao? Lai Trinh thắc mắc hỏi thăm công pháp này có gì không thỏa đáng. Nàng ta cho biết, bộ công pháp này là thiên ma thần quyết thành cấp, thuộc công pháp ma tộc, yêu cầu cực kỳ cao đối với cơ thể. Đến nay, trong Thanh Vân Tông chưa có ai tu luyện thành công cả. Lai Trinh tự thừa nhận, cơ thể khỏe mạnh không thua kém ma tộc, nên muốn thử một chút. Tô Linh vẫn nhắc nhở thêm, biết rõ nếu tu luyện có thể sẽ bỏ thể mà chết, mà vẫn muốn thử hỏng. Hắn vẫn kiên quyết nên nàng ta không miễn cưỡng nữa. Công pháp này là tông môn đặt ở đây để trấn áp thú hồn hình thiền, không thể tự ý lấy được. Nàng sẽ trợ giúp lấy ra một bản, hy vọng hắn đem về nghiên cứu cẩn thận. Sau khi Tô Linh vẫn tung chiêu vào công pháp thì bị nó tấn công ngược lại, công pháp quá bá đạo. Công pháp vào tay, Lai Trinh liền vui mừng, thú hồn hình thiền đó đã bị tiêu diệt, chắc sẽ không xảy ra chuyện ma khí công tâm đầu nhỉ. Tô Linh vẫn còn chọn cho hắn thêm một bộ công pháp nữa, sau đó nhắc nhở. Thiên ma thần quyền có dây mờ dễ mái nhiều, cho nên không thể để lộ cho người ngoài. Nếu hắn đã có thể vào được hình thiên thú chủng này, vậy cũng có nghĩa rằng linh hồn không hề yếu. Cuốn thiên giai công pháp kinh thần thứ, chuyên tu luyện tấn công tinh thần mà nàng chọn rất thích hợp với hắn. Lai Trinh cảm ơn, Tô Linh vẫn lập tức rời đi, trên miệng chảy ra một ít máu. Xem ra đòn tấn công phải nhận bàn nãy khiến cho nàng bị thương không hề nhẹ. Từ hành động này, chúng ta liền có thể nhận ra rằng niềm tin mà Tô Linh Vận đặt lên trên người nam chính là rất lớn. Nếu là người khác thì có lẽ nàng mặc kệ, vậy nhưng với Lai Trinh thì lại chấp nhận tổn thương để trợ giúp, giống như nàng ta đang chơi một ván cờ và đặt cược hết lên người Lai Trinh. Chỉ là nàng không biết liệu điều đó có đáng hay không. Nhớ lại quá khứ, sau khi phụ hoàng của nàng mất tích, hoàng đô liền nổi lên sóng gió, tranh đoạt quyền lực. Nàng và đệ đệ mình bị một đám binh lính bao vây. Kẻ đầu sò làm chuyện này là một lão già bộ dạng gần đất sai trời. Lão cho rằng thái tử còn nhỏ, cả ngày chỉ biết chơi, sao mà phục chúng. Này yêu tộc xâm phạm, triều đình há có thể nghe theo lệnh một đứa trẻ không tài, không đức cơ chứ? Chuyện triều chính nên để cho người có tài lên cai quản. Lão yêu cầu Tô Linh Vận lập hiền quân khác. Vậy nhưng Tô Linh Vận đâu có nghe, nàng bộc phát thực lực chấn bay đám binh lính, tạm thời khống chế được tình hình. Sau khi quay về, Lai Trinh liền bắt đầu tu luyện công pháp tấn công tinh thần. Sau một thời gian thì kim thần thứ cũng có thành tựu nhỏ. Vậy nhưng, việc tiến bộ thiên ma thần quyền thì lại khó khăn hơn. Một tên thanh niên tìm tới gặp mặt Tô Linh Vận, hắn ta là Mạnh Thường Quân. Hắn cho biết, lòng người tại Hoàng Thành đang lay động, rất nhiều thế gia đang giấu giếm âm mưu. Tuy rằng thái tử có thể miễn cưỡng gắng gượng, vậy nhưng một tay khó vỗ lên tiếng. Tô Linh Vận trực tiếp nhắc tới Lai Trinh, bày tỏ rõ mục đích muốn bồi dưỡng hắn. Tu vi của Lai Trinh chỉ có luyện tạng cảnh, vậy nhưng lại có thể chống đỡ được sức ép của thiên thú hình thiền, thực lực chiếu thần cảnh. Điều này khiến nàng tin tưởng hắn sẽ có thể tiến vào Vân Điện, thế lực mạnh nhất tại Đông Vực. Lai Trinh và Mạc Sán đang đi dạo thì gặp một tên đệ tử khác đang đuổi theo viên tinh thạch bị đánh rơi. Khả ta nhận ra nam chính, ba người nhanh chóng làm thân với nhau và đi ra ngoài uống rượu. Trong tông môn có quy định nghiêm ngặt, không cho xây mấy chỗ như quán rượu, cho nên khi đệ tử tu hành mệt mỏi đều phải xuống núi, tới những khu chợ huyên náo để tha lòng một chút. Tên kia chủ động mời hai người uống rượu, còn nhiệt tình cho biết sau này có gì không biết thì cứ tới tìm hắn. Lai Trinh muốn thỉnh giáo một chuyện, đó là vị trí của Luyện Ngục Sơn. Hắn ta nghe vậy cũng bối rối, không biết chút thông tin gì về Luyện Ngục Sơn. Vậy nhưng hắn biết một nơi, nhất định sẽ có tin tức. Nơi đó là Thiên Cơ Các. Trong Thiên Cơ Các có dấu nhiều tình báo mật của các môn phái Đông Vực. Cái gì cần biết đều có hết. Bên trong chắc chắn có manh mối về Luyện Ngục Sơn. Nhưng mà tiến nhập vào Thiên Cơ Các cần có 100 điểm tích lũy. Đệ tử Thanh Vân Tông làm gì cũng dính tới cái điểm tích lũy này. Thăng cấp làm đệ tử nội môn cần phải có điểm tích lũy. Đổi đan dược tu luyện cũng cần phải có điểm tích lũy. Đến cả ăn uống, chỗ ở.
Vậy nhưng điểm tích lũy này lại khó kiếm. Rất nhiều đệ tử vất vả cả nửa năm mà vẫn chưa kiếm được mấy điểm. Chuyển cảnh tới một đỉnh núi, lão già này chính là tông chủ. Lão ta cho biết, lần trước Vân Điện với Thiên Tà Tông đại chiến, hai bên đều tổn thất rất nặng. Phân thân của Thôi Tà bị hỏng, đại quân yêu tộc bỏ chạy. Sau cùng chỉ dư lại những tàn binh nhỏ nhòi không đáng lo ngại. Vậy nhưng tại sao Điện Chủ lại cứ bắt lão đợi ở đây mãi? Tô Linh Vận đi tới hỏi thăm lão có tin tức gì về phụ hoàng của nàng hay không. Vậy nhưng kết quả không khả quan. Mục đích gọi nàng tới đây là có chuyện khác muốn nhờ nàng giúp. Ở không trung đột nhiên xuất hiện một đóa hoa. Từ bên trong đóa hoa lại có một nữ tử tóc bạc gọi là Tiểu Điệp. Nàng ta không phải là người của Thanh Vân Tông, vậy nhưng lại có thể sử dụng tài nguyên trong tông tự do, cũng không bị đạo sư quản thúc. Cho nên, tông chủ muốn để nàng ta về Tiểu Vũ Phong cùng với Tô Linh Vận. Vì mài trời nên Tiểu Điệp bị té ngã từ trên đám mây xuống. Cũng may là tông chủ kịp thời xuất thủ đón đỡ. Về phần lai trình, hắn đi tới bảng thông báo nhiệm vụ định kiếm lấy ít điểm tích lũy. Vậy nhưng toàn là các nhiệm vụ có phần thưởng quá ít. Nào là giúp đại tiểu thư Chu Sa dắt chó đi dạo 3 ngày nhận 3 điểm tích lũy, hay giúp Phúc Uy cho một chuyến hàng 15 ngày nhận 7 điểm. Theo tiến độ đó thì hắn phải mất ít 100 ngày làm nhiệm vụ mới góp được 100 điểm. Đột nhiên hắn chú ý tới một nhiệm vụ bên dưới. Yêu cầu chống đám yêu thú đao trùng xâm nhập, một viên tinh thạch đao trùng có thể đổi được 1 điểm. Nếu mà có cả đám đao trùng thì nói không chừng đi một chuyến sẽ tích đủ 100 điểm. Càng dễ kiếm điểm thì độ khó càng thấp, vậy nhưng Lai Trinh lại không quan tâm điều đó. Ở một nơi âm u hoang vắng có một đám côn trùng khổng lồ, bọn chúng chính là đao trùng. Không ngờ kẻ điều khiển lại chính là Tà Lang. Xung quanh lão có cả tá đao trùng, số lượng chắc phải vài trăm tới nghìn con. Tà Lang gọi đám đàn em của mình là vạn cổ địch. Lão nhanh chóng ra lệnh cho bọn chúng đi cướp đoạt, giết chóc, khuấy đảo hết cả đồng vực lên. Lai Trinh đi tới thỉnh cầu Tô Linh Vận cho hắn nhận nhiệm vụ tiêu diệt đao trùng, vậy nhưng nàng ta không đồng ý. Nhiệm vụ vạn trùng cốc đó ít nhất cũng phải có thực lực đạt tới tiên thiên cảnh mới được nhận. Hắn chỉ là luyện tạng cảnh, đây là muốn đi chết hay sao? Lai Trinh vẫn kiên quyết với lựa chọn đó, mong Tô Linh Vận đồng ý. Điều này khiến cho nàng tức giận bỏ đi. Tiểu Điệp bất ngờ khi nghe tới đao trùng cốc từ trên miệng Tô Linh Vận. Dường như trước đó nàng ta đã bị đám côn trùng kia tấn công, nên bây giờ tỏ ra hứng thú với đám yêu thú đó. Còn tự lấy trộm lệnh bài của Tô Linh Vận. Tô Linh Vận chưa kịp phản ứng khi Tiểu Điệp chạy ra ngoài. Lai Trinh vẫn một mực quỳ ở bên ngoài. Tiểu Điệp lấy lệnh bài ra dụ dỗ. Hắn vô cùng thắc mắc sao nữ tử này lại có được lệnh bài nhiệm vụ. Tiểu Điệp không trả lời, nếu muốn tham gia thì trước tiên phải thông qua bài kiểm tra của nàng đã. Nàng ta nhanh chóng ngưng tụ ra vô số mũi tên bằng cùng kích. Lai Trinh tránh né được toàn bộ, sau đó bất thình lình xuất hiện phía sau lưng, xoay cho nàng ta trượt chân ngã xuống bên dưới. Lai Trinh vội vàng lao xuống đỡ lấy mỹ nhân. Vừa vào lúc này Tô Linh Vận và Mạnh Thường Quân đi ra ngoài, chứng kiến tên tiểu tử này đang bế Tiểu Điệp trên tay, hai người đều một phen bất ngờ. Còn Tiểu Điệp thì vô cùng xấu hổ, sau đó nàng ta chủ động muốn cùng hắn đi giết đao trùng. Dù hành động này rất là tùy hứng, vậy nhưng Tô Linh Vận lại không can ngăn, cũng không thu lại lệnh bài. Hy vọng Lai Trinh nhất định phải hoàn thành nó, sống sót trở về, đồng thời còn yêu cầu Mạnh Thường Quân đi theo hai người. Tin tức Nam Chính đi tới đao trùng cốc, nhanh chóng được tai mắt thông báo lại. Gã muốn nhân cơ hội này báo mối thù bị sỉ nhục lần trước. Như vậy là Nam Chính không những phải đối phó với đám yêu thú hùng hãn, mà còn phải đối mặt với âm mưu của Gia Cát Diệp. Lai Trinh sẽ phải vượt qua khó khăn này như thế nào? Các bạn hãy đón xem video sau để biết rõ hơn nhé! Còn video này tới đây là hết rồi. Xin chào và hẹn gặp lại!